Vâng, điện tử Lâm xin chào quý vị và tất cả anh em. Trở lại video tiếp theo ngày hôm nay, bên em tiếp tục giới thiệu đến quý vị và anh em. Trước mặt quý vị và các anh em đây là hai cặp loa bãi Mỹ có tên là PV, mã sản phẩm là DJ55. Vâng, em đọc sơ qua cái thông số của dòng loa này, chiều cao, chiều sâu, chiều rộng và trọng lượng cân nặng với cái giá của cặp loa bãi Mỹ trước mặt tất cả anh em đây, để quý vị anh em chúng ta nắm được, để các bác còn cân đối về mặt tài chính. Đó. Thì với cái chiều cao của loa này là 82 cm, chiều ngang là 52, chiều sâu là 44 và trọng lượng của mỗi thùng này là 30 kg, công suất là 700W mỗi thùng, loa trở kháng 8 ô. Và giá cặp loa bãi Mỹ còn zin xịn này, bên em mà cam kết với quý vị và anh em là còn zin xịn nhá, zin xịn tuyệt đối, giá 16 triệu đồng trên một cặp loa bãi Mỹ PV DJ55. Đó. Thì với cái mẫu loa PV DJ55 này, cái video trước bên em đã làm một cái video về nội thất rồi. Anh em nào có cái nhu cầu, anh em có thể đánh vào PV DJ55 để quý vị anh em chúng ta xem cái về phần nội thất của dòng loa này. Bên em đã làm một cái video tháo mở. Vâng, giá 16 triệu đồng nhá. Giá 16 triệu đồng, bên em về rất nhiều những dòng loa bãi Mỹ đáng để cho anh em chơi với cái âm thanh của dòng loa Mỹ. Vâng, em quay qua cái mặt sau để anh em mà nhìn. Vâng, DJ55 này. Đó, DJ55 này. Đó, công suất là 700W, loa trở kháng 8 ohm. Đó. Dòng này được hỗ trợ bằng jack kết nối bằng hai jack 6 ly này, hai jack 6 ly nhá. Đó. Thùng gỗ vỏ ngoài bọc lỉ, các góc đều có cái góc để góc sắt, ốp góc để chống nứt vỡ. Hai quai sách ở hai bên sườn loa. Đó. Hai quai sách ở bên hai sườn loa nhá. Với cái dòng loa bãi PV thì đặc điểm của nó là họ thiết kế cái phần phễu rất là rộng, hết một cái thùng thân loa luôn. Đó. Hết một cái thân loa rất là ok. Những cái dòng loa này đáng để cho các anh em sành chơi âm thanh, hoặc là những bác có cái điều kiện, có cái điều kiện về mặt tài chính kinh tế, các bác chơi những dòng loa này đáng để cho các bác nghe nhạc hát karaoke. Tiếng của nó đặc biệt là nó rất là sạch, với chất âm của nó cực sạch, tiếng bass đánh rất sâu mềm, tép lầy nhuyễn nhưng mà nghe rất là dịu dàng. Đó. Vâng, giá 16 triệu đồng nhé. Em test thử với một chiếc đẩy bạ đẩy mới, có tên là Dutin, mã là S3600, đẩy này có giá 7.400.000 đồng. Thiết kế 64 sò. Sò khuếch đại công suất thì chỉ có 56 thôi. Vâng. Bên trên là một chiếc văng Gutin KM5FX. Vâng, thì mọi nhu cầu mua sắm quý vị và anh em hãy liên hệ theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Điện tử Tâm Hoa, địa chỉ tại thị tứ xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Em thử từng quả một nhá. Đó. Ok. Thank you.
chung.